Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình của Đài Vũ Quang. Hôm nay có các nội dung chính. Nhiều hoạt động tri ân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2018. Sôi nổi hội thi cán bộ kiểm tra cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2018. Nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 năm 2018. Ngày 26 tháng 7, Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Quang đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết Trung ương 7 khóa 12 và các nghị quyết của tỉnh ủy cho đội ngũ cán bộ cốt cán toàn huyện. Dự hội nghị có đại diện Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, ở huyện có các đồng chí Phạm Hữu Bình, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Trịnh Văn Ngọc, tỉnh ủy viên, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy. Tại hội nghị, cán bộ cốt cán huyện nhà đã được nghe quán triệt các nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, bao gồm nghị quyết số 26 NQTVĐUP về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Nghị quyết số 27 NQTVĐUP về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Và nghị quyết số 28 NQTVĐUP về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Cũng tại hội nghị đã quán triệt các nghị quyết của tỉnh ủy, nghị quyết số 07 NQTU về tăng cường công tác xây dựng đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Nghị quyết số 08 NQTU về đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Nghị quyết số 09 NQTU về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới. Sau một ngày quán triệt các nghị quyết, Ban Thường vụ đã dành một buổi để thảo luận về những vấn đề trọng tâm cần quan tâm nhằm tổ chức thực hiện tốt 3 nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa 12 của Đảng và các nghị quyết của tỉnh ủy, trong đó tập trung làm rõ việc tổ chức thực hiện tại từng địa phương. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Hữu Bình, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã đi sâu phân tích sự cần thiết và tầm quan trọng của từng nghị quyết. Nổi bật là nghị quyết số 26 NQTVĐUP về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đồng chí Bí thư khẳng định vai trò cán bộ đặc biệt quan trọng bởi cán bộ nào phong trào đó. Trong thời gian tới, huyện sẽ triển khai thí điểm tổ chức kiêm nhiệm một số chức danh ở cấp xã. Và để các nghị quyết đi vào cuộc sống, Bí thư Huyện ủy đề nghị các địa phương đơn vị kịp thời xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tổ chức học tập quán triệt nội dung các nghị quyết đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đảm bảo thời gian, chất lượng, hiệu quả. Các địa phương đơn vị cụ thể hóa các nội dung của nghị quyết, xây dựng chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tiễn. Chiều ngày 26 tháng 7, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Từ Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đại diện các ban xây dựng Đảng tỉnh ủy, đồng chí Phạm Hữu Bình, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, các đồng chí Nguyễn Đăng Kỷ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trịnh Văn Ngọc, tỉnh ủy viên, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cùng chủ trì hội nghị. 6 tháng qua, mặc dù trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao nên huyện nhà đã tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, một số chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm lãnh đạo và đạt được một số kết quả khá toàn diện. Huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh, huyện, nhất là tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Cùng với đó, tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết các cấp, thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát theo điều lệ đảng, tổ chức thành công hội thi cán bộ kiểm tra cơ sở giỏi, chỉ đạo hệ thống dân vận nắm bắt tốt tình hình tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân. Kết quả trong 6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt 1.213 tỷ 227 triệu đồng, bằng 50,4% kế hoạch, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2017, mở được 19 lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn và chuyên đề cho trên 2.500 học viên, tổ chức 4 hội nghị báo cáo viên cấp huyện, phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên tỉnh ủy tháng 2/2018. Công tác chỉ đạo biên soạn lịch sử đảng bộ các xã thị trấn tiếp tục được quan tâm. Kết nạp mới 35 đảng viên, chuyển đảng chính thức cho 44 đảng viên, trao tặng huy hiệu đảng cho 80 đồng chí.
Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, mang lại hiệu quả cao. Nhờ làm tốt công tác xây dựng đảng nên nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, một số chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt kết quả khá. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Từ Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Phạm Hữu Bình, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị của huyện 6 tháng đầu năm 2018, nhất là trong lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng nông thôn mới và xây dựng các đề án về trồng cây ăn quả, chăn nuôi tập trung. Các đồng chí lãnh đạo cũng đề nghị trong thời gian tới, huyện nhà cần tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, tư tưởng, làm tốt công tác cán bộ, đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát, triển khai có hiệu quả nghị quyết các cấp. Trọng tâm là công tác chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, phát động hiệu quả các phong trào thi đua lao động sản xuất, nhất là các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, thu hút các nhà đầu tư vào đầu tư trên địa bàn huyện, đưa huyện Vũ Quang sớm đạt chuẩn nông thôn mới. Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2018, đoàn cán bộ, lãnh đạo tỉnh, huyện nhà đã tổ chức đi thăm hỏi, động viên và tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng trên địa bàn toàn huyện. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho mẹ liệt sĩ Trần Thị Thanh, thôn 1, xã Sơn Thọ, tuổi đã cao, sức khỏe yếu, hiện đang sống một mình. Đến tặng quà cho ông Nguyễn Thái Hồ ở tổ dân phố 6, thị trấn Vũ Quang, là đối tượng thương binh 4/4, đã già yếu, ốm đau bệnh tật, phải điều trị ở bệnh viện thường xuyên. Mỗi suất quà trị giá 1,5 triệu đồng, trong đó 1 triệu đồng tiền mặt. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Từ Văn Diện bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những sự cống hiến, sự hy sinh xương máu của các thương binh, liệt sĩ, gia đình người có công trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và sự nghiệp quốc tế cao cả. Sự hy sinh to lớn đó sẽ mãi mãi được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đền đáp. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng bày tỏ mong muốn các thương binh, người có công trên địa bàn tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng, luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, sống mạnh khỏe và gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào, cùng với chính quyền, nhân dân, con cháu, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Tại xã An Phú, đồng chí Phạm Hữu Bình, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Nhỏ, năm nay 95 tuổi, ở thôn 3. Tiếp đó, đồng chí Phạm Hữu Bình cũng đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho ông Phạm Chiêu, năm nay 91 tuổi, là thân nhân liệt sĩ. Hiện nay sức khỏe yếu, mọi sinh hoạt đều nhờ vào người thân trong gia đình. Tại xã Đức Lĩnh, các đồng chí Trịnh Văn Ngọc, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện và đồng chí Nguyễn Thái Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã đến thăm hỏi và tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Kim Đồng, năm nay 91 tuổi, ở thôn Bình Phong. Bà Phan Thị Chiêu, 93 tuổi, ở thôn Yên Du. Đồng chí Phan Hồng Yến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, cùng các đồng chí trong đoàn công tác Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách chỉ đạo xã Đức Hương đã đến thôn Hương Hòa thăm và tặng quà cho ông Trần Bá Hiến, là thân nhân liệt sĩ, ông Trịnh Văn Khương, đối tượng chất độc hóa học loại 2, đến tặng quà cho ông Lê Bá Đức, thương binh hạng 1/4 ở thôn Hương Tân. Các đối tượng hiện tuổi đã cao, sức khỏe yếu, thường xuyên phải điều trị tại bệnh viện. Tại xã Hương Thọ, đồng chí Trần Bình Lâm, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện cùng đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy và lãnh đạo xã đã đến thăm hỏi và tặng quà cho bà Trần Thị Mai, có chồng là liệt sĩ Nguyễn Văn Tuấn, thăm và tặng quà cho ông Lê Đình Hạp là đối tượng bị nhiễm chất độc màu da cam, cả hai đối tượng đều ở thôn 5. Tiếp đó đoàn đã đến thăm và tặng quà cho thương binh Hoàng Thanh Ngọc ở thôn 3. Tại xã Đức Bồng, đồng chí Nguyễn Quốc Đạt, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy cùng Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện, lãnh đạo xã đã đến thăm hỏi và tặng quà cho ông Nguyễn Trọng Tư, thương binh hạng 4/4 ở thôn 3, thăm và tặng quà cho ông Nguyễn Thế An, thương binh hạng 4/4 ở thôn 4. Cùng với tặng quà, các đồng chí lãnh đạo huyện nhà đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh mất mát của những gia đình có công với cách mạng, đồng thời đã thăm hỏi sức khỏe, động viên các gia đình thương bệnh binh nỗ lực khắc phục khó khăn, sống vui khỏe cùng con cháu, góp phần thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Cùng với tặng quà, các đồng chí lãnh đạo huyện nhà đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh mất mát của những gia đình có công với cách mạng, đồng thời đã thăm hỏi sức khỏe, động viên các gia đình thương binh nỗ lực khắc phục khó khăn, sống vui khỏe cùng con cháu,
góp phần thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, sáng ngày 26 tháng 7, đoàn cán bộ lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện do đồng chí Phạm Hữu Bình, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện dẫn đầu đã tổ chức dâng hoa, thắp hương tại đền thờ các anh hùng liệt sĩ huyện và quần thể tượng đài chí sĩ yêu nước Phan Đình Phùng. Tại đền thờ các anh hùng liệt sĩ huyện nhà, trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ, các đồng chí lãnh đạo huyện đã kính cẩn nghiêng mình, bày tỏ lòng tri ân, tiếc thương vô hạn đối với sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ vì độc lập tự do của dân tộc, đồng thời nguyện hứa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Vũ Quang sẽ tích cực làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Cùng với đó, Đảng bộ sẽ đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống, quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu chính trị, kinh tế xã hội mà nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra, phấn đấu xây dựng quê hương Vũ Quang ngày càng phát triển. Tiếp đó, đoàn cán bộ lãnh đạo huyện nhà đã tổ chức dâng hoa thắp hương tại quần thể tượng đài chí sĩ yêu nước Phan Đình Phùng và nghĩa quân tại thị trấn Vũ Quang. Cũng trong sáng ngày 26 tháng 7, đoàn cán bộ Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 4 cũng đã đến đặt vòng hoa thắp hương tại đền thờ liệt sĩ huyện và tượng đài Phan Đình Phùng. Tại các điểm đến, đoàn đã kính cẩn nghiêng mình, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn tới các anh hùng liệt sĩ, cụ Phan Đình Phùng và nghĩa quân đã anh dũng chiến đấu hy sinh để bảo vệ Tổ quốc, đồng thời nguyện hứa ban sẽ làm tốt công tác quản lý, điều hành, chỉ đạo để nhanh hoàn thành các hạng mục còn lại của công trình thủy lợi Ngàn Trươi để đưa vào sử dụng, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội huyện Vũ Quang nói riêng và tỉnh Hà Tĩnh nói chung ngày càng phát triển. Sáng ngày 22 tháng 7, Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Hương Thọ đã tổ chức lễ kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ và khánh thành nhà tưởng niệm liệt sĩ xã. Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử đấu tranh của dân tộc ta, tưởng nhớ tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc, đồng thời nguyện hứa Đảng bộ và nhân dân xã Hương Thọ sẽ quyết tâm cùng với huyện nhà xây dựng nông thôn, quê hương ngày càng đổi mới. Nhân dịp này, xã Hương Thọ đã cắt băng khánh thành nhà tưởng niệm liệt sĩ xã, công trình nhằm bày tỏ sự biết ơn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã tới 50 người con của xã Hương Thọ hy sinh để bảo vệ Tổ quốc. Công trình nhà tưởng niệm liệt sĩ xã được xây dựng vào cuối năm 2014 với tổng số vốn đầu tư trên 2,3 tỷ đồng. Trong đó, bà con nhân dân và con em xa quê đóng góp 300 triệu đồng, còn lại là ngân sách nhà nước. Công trình do công ty xây dựng Đồng Tâm, thành phố Hà Tĩnh tiến hành xây dựng, Ủy ban nhân dân xã Hương Thọ làm chủ đầu tư. Công trình khánh thành đưa vào sử dụng đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ đã đáp ứng phần nào tâm nguyện của cán bộ, đảng viên, thân nhân liệt sĩ và nhân dân xã nhà, là nơi để giáo dục truyền thống lịch sử và đạo lý uống nước nhớ nguồn cho thế hệ trẻ, tạo điều kiện thuận lợi để mọi người đến thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Sáng ngày 27 tháng 7, thị trấn Vũ Quang đã tổ chức kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2018. Nhằm tri ân biết ơn các anh hùng liệt sĩ và thương binh, bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam đã đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, tại lễ kỷ niệm các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống đấu tranh bất khuất của dân tộc ta trong các cuộc kháng chiến, đồng thời khẳng định những đóng góp ấy là vô cùng to lớn, Đảng và Nhà nước sẽ luôn ghi nhớ công ơn của các anh. Trong các cuộc kháng chiến với truyền thống của quê hương Hà Tĩnh anh hùng, hàng trăm con em thị trấn Vũ Quang đã hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc, trong đó có 29 người đã anh dũng hy sinh. Hàng chục người đã để lại một phần xương máu trên khắp chiến trường. Phát huy truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây và truyền thống đoàn kết của quê hương, những năm qua Đảng bộ và nhân dân thị trấn đã thực hiện kịp thời, đầy đủ công tác chính sách đối với người có công. Trong 6 tháng đầu năm đã nhận và giải quyết chế độ cho 7 hồ sơ người có công, cấp phát 174 thẻ bảo hiểm y tế đối tượng chính sách, tổ chức chi trả trợ cấp ưu đãi cho các đối tượng với số tiền 2,7 tỷ đồng, đồng thời thực hiện chế độ điều dưỡng nâng cao sức khỏe cho 54 đối tượng người có công với số tiền trên 76 triệu đồng và thăm hỏi động viên tặng quà cho các gia đình thương binh liệt sĩ, người có công với cách mạng nhân dịp lễ Tết. Trong thời gian tới, thị trấn Vũ Quang sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công, thương binh, gia đình liệt sĩ, vận động các gia đình sống gương mẫu, tích cực tham gia lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống, vận động tham gia tích cực vào công tác xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa nhằm hỗ trợ giúp đỡ cho các gia đình chính sách, người có công còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Vũ Quang.
Nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 năm 2018, sáng ngày 27 tháng 7, đoàn cán bộ lãnh đạo huyện do đồng chí Trịnh Văn Ngọc, tỉnh ủy viên, phó bí thư, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện dẫn đầu đã đến tặng hoa chúc mừng cán bộ, công chức, Liên đoàn Lao động huyện. Cùng với tặng hoa chúc mừng cán bộ công chức Liên đoàn Lao động huyện, đồng chí Trịnh Văn Ngọc, tỉnh ủy viên, phó bí thư, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ghi nhận những kết quả mà Liên đoàn Lao động huyện đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp và chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước như lao động giỏi, lao động sáng tạo, giỏi việc nước, đảm việc nhà, xây dựng cơ quan, công sở xanh sạch đẹp, phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đề nghị thời gian tới Liên đoàn Lao động huyện tiếp tục chỉ đạo công đoàn cơ sở chăm lo tốt quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động, phối hợp với các đơn vị địa phương tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công nhân viên chức lao động, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện. Thưa quý vị và các bạn, nghiêm túc, bài bản, chất lượng, Hội thi cán bộ kiểm tra cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2018 do Đảng bộ huyện Vũ Quang tổ chức đã để lại nhiều dư âm tốt đẹp, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức về vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng. Ghi nhận sau sẽ phản ánh rõ nét nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Ngay từ sáng sớm, trên khắp các ngã đường trung tâm huyện, từng dòng người đã tấp nập đổ về hội trường liên cơ Ủy ban nhân dân huyện để tham dự và cổ vũ cho hội thi cán bộ kiểm tra cơ sở giỏi toàn huyện. Cũng như bao người dân xã An Phú, mặc dù còn bộn bề lo toan cuộc sống, nhưng hôm nay chị Hương đã tạm gác lại mọi công việc và di chuyển quãng đường hơn 15 km để đến xem và cổ vũ cho đội nhà tham gia hội thi cán bộ kiểm tra cơ sở giỏi năm 2018. Hôm nay thì chị tạm gác lại tất cả các công việc gia đình để đến tham dự hội thi kiểm tra cơ sở giỏi về công tác đảng, thì chị lên để cổ vũ động viên các đội thi nhiệt tình và thành công, và đặc biệt đó là có đội của xã Nha Ân Phú. Tham gia hội thi cán bộ kiểm tra cơ sở giỏi huyện Vũ Quang lần thứ nhất năm 2018 có 18 đội dự thi với 90 thí sinh và trên 200 diễn viên đến từ 12 đảng bộ, xã, thị trấn và 6 đảng bộ trực thuộc, gồm Đảng bộ Khối dân, Đảng bộ Ủy ban nhân dân huyện, Đảng bộ Vườn Quốc gia Vũ Quang, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa huyện, Đảng bộ Trường Trung học Phổ thông Vũ Quang, Đảng bộ Công an huyện. Hội thi được tổ chức dưới hình thức sân khấu hóa, diễn ra sôi nổi qua 3 phần thi. Phần thi chào hỏi, phần thi kiến thức chung và phần thi xử lý tình huống. Nội dung thi về kiến thức công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được quy định trong điều lệ đảng. Ở phần thi chào hỏi, bằng các tiết mục hát, múa, thơ ca, hò vè và các làn điệu dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh được dàn dựng bài bản, các đội đã giới thiệu khái quát về các thành viên trong đội và tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của đơn vị mình, tạo nhiều ấn tượng tốt đẹp cho người xem. Tiêu biểu là các đội Đảng bộ xã Hương Quang, Đảng bộ Vườn Quốc gia Vũ Quang, Đảng bộ xã Đức Giang, Đảng bộ Ủy ban nhân dân huyện. Có được kết quả đó, các đảng bộ đã có sự chuẩn bị rất tốt để tham gia hội thi. Mặc dù là đơn vị có đặc thù và diễn ra trong điều kiện thời tiết bất lợi, nhưng mà Ban Thường vụ Đảng ủy cũng đã chỉ đạo là anh em là tập luyện, thứ nhất là sắp xếp về mặt thời gian cho nó hợp lý. Có thể là ban đêm, không kể ban đêm rồi ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật, anh em tập luyện rất là công phu và cũng rất là miệt mài. Kèm theo đó thì cái sự quan tâm chỉ đạo của ban lãnh đạo vườn, trong đó cái vai trò của đồng chí trưởng phó giám đốc cũng rất là quan tâm, hỗ trợ về mặt kinh phí để rồi động viên cổ vũ để anh chị em tập luyện. Đến với hội thi thì cái mong muốn của đảng bộ vườn ấy, thì cũng muốn là giao lưu học hỏi để rồi học tập kinh nghiệm, qua đó để rồi nâng cao cái kiến thức nghiệp vụ để rồi về thực hiện về công tác kiểm tra giám sát của đảng bộ những ngày càng tốt hơn. Ở phần thi kiến thức, đại diện các đội bốc thăm câu hỏi, thảo luận và cử đại diện trả lời trong thời gian 10 phút. Yêu cầu của phần thi này là trả lời đầy đủ, chính xác câu hỏi về phương châm, phương hướng, quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo và nghiên cứu kỹ càng nên các đội thi đã trả lời đầy đủ, chính xác các câu hỏi mà ban tổ chức đưa ra.
đồng thời mở rộng liên hệ với thực tiễn tại đơn vị công tác, rút ra những tồn tại hạn chế về công tác kiểm tra giám sát ở đơn vị trong thời gian qua. Đặc biệt trong phần xử lý tình huống với 10 phút thể hiện, các đội thi đã dàn dựng các tiểu phẩm sinh động, áp dụng đúng các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Đảng và vận dụng khéo léo những kinh nghiệm thực tế để xử lý hiệu quả tình huống cụ thể, được ban giám khảo ghi nhận đánh giá cao. Để tham gia thì hội thi cán bộ kiểm tra cơ sở giỏi năm 2018 do huyện Nha tổ chức, thì trong thời gian qua Đảng bộ xã Đức Lĩnh đã tích cực luyện tập và đã có những cái đầu tư cho hội thi, để mong muốn tham gia hội thi với một cái tinh thần đó là giao lưu học hỏi, và cũng là một bí thư chi bộ của nhà trường, thì khi được tham gia hội thi của Đảng bộ xã Đức Lĩnh thì tôi thấy rất là vinh dự, và tôi cảm thấy đây là một cái cuộc thi có ý nghĩa rất là quan trọng, để nhằm từ đó để giúp cho các tổ chức cơ sở đảng để tiến hành cái công tác kiểm tra ở các chi bộ đảng bộ cơ sở, để góp phần là khắc phục ngăn chặn những cái vi phạm khuyết điểm của các tổ chức đảng cũng như là đảng viên, để nhằm đảm bảo nâng cao cái năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng. Sau khi được đảng bộ huyện triển khai cuộc thi là một thành viên, tôi đã dành rất nhiều thời gian cũng như là tâm huyết để nghiên cứu điều lệ đảng và các văn bản chỉ thị nghị quyết, để không ngừng trau dồi cho mình cái kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ cũng như là để đáp ứng được yêu cầu của cuộc thi. Sau khi cuộc thi này kết thúc thì bản thân tôi ý thức được mình là một đảng viên và là một người cán bộ chiến sĩ công an. Tôi sẽ không ngừng cố gắng phấn đấu để nâng cao trình độ chuyên môn cũng như là nghiệp vụ để góp phần xây dựng đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, cũng như là đảm bảo cuộc sống bình yên của bà con nhân dân. Để hội thi cán bộ kiểm tra cơ sở giỏi năm 2018 đạt kết quả tốt, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Quang đã ban hành kế hoạch thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức, ban giám khảo, tổ giúp việc và phân công nhiệm vụ cho các thành viên là lãnh đạo của các ban ngành của huyện. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chủ trì phối hợp với Văn phòng Huyện ủy tham mưu chuẩn bị các điều kiện tổ chức hội thi, thành lập các tiểu ban nội dung, tiểu ban tuyên truyền, tiểu ban hậu cần để phục vụ hội thi, chuẩn bị các nội dung từ thể lệ, bộ câu hỏi, đáp án, kịch bản, sân khấu hội thi. Về công tác tuyên truyền cho hội thi cũng được Đài Truyền thanh Truyền hình huyện thường xuyên cập nhật, đưa tin phản ánh kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng. Hội thi chung kết đã nhận được sự quan tâm của cấp ủy các cấp, từ việc lãnh đạo chỉ đạo tới khâu đầu tư nhân lực, nội dung, thời gian và kinh phí. Các đội đã có sự luyện tập, đầu tư chăm chút cho các phần thi. Có thể khẳng định, nhận thức được tầm quan trọng của hội thi, nên các đội tham gia hội thi cán bộ kiểm tra cơ sở giỏi huyện Vũ Quang lần thứ nhất năm 2018 đã có sự đầu tư chuẩn bị chu đáo về nội dung, hình thức lẫn cách thức thể hiện qua những phần thi hấp dẫn, chất lượng. Các đội đã thể hiện phong cách sắc thái riêng của địa phương, đơn vị, qua đó góp phần làm nên thành công rực rỡ cho hội thi. Sau một ngày diễn ra sôi nổi, xã vùng biên tái định cư Hương Quang đã xuất sắc giành giải nhất, đồng giải nhì thuộc về Đảng bộ xã Đức Lĩnh và Vườn Quốc gia Vũ Quang. Ban tổ chức hội thi cũng đã trao 3 giải ba và 5 giải khuyến khích cho các đội còn lại. Được kết quả hôm nay đó là có mấy vấn đề, yếu tố. Cái thứ nhất là một phần cái nỗ lực của anh em đội trong đội tuyển. Nhưng cái quan trọng là được thường xuyên của đồng chí trong thường trực Ban Thường vụ Huyện ủy có cái kiểm tra, giám sát, đôn đốc để tăng cường cái tinh thần, tăng cường cái công tác tập luyện của đội xã Hương Quang. Và chính vì vậy mà đến hôm nay thì đã đạt được cái giải nhất trong cuộc thi này. Đó là một điều rất vinh dự đối với cả nhân tôi cũng như toàn thể đảng bộ và nhân xã Hương Quang. Tuy rằng bên cạnh những cái thành tích đó thì chúng tôi còn có cái nhận thức rằng mình trong thời gian tới mình phải làm thế nào để phát huy nữa, cố gắng nữa. Thứ nhất, để làm tốt công tác kiểm tra giám sát cơ sở. Cái thứ hai nữa, để thực hiện tốt cái nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Đó là góp phần vào cho đảng bộ, giữ vững đảng bộ trong sạch vững mạnh, đặc biệt là phải xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Hội thi cán bộ kiểm tra cơ sở giỏi huyện Vũ Quang lần thứ nhất năm 2018 là đợt sinh hoạt học tập có ý nghĩa thiết thực, tạo không khí sôi nổi, phấn khởi, chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra đảng. Qua đó nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong công tác xây dựng đảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ,
thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời tạo diễn đàn trao đổi, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm cho cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp từ huyện đến cơ sở, tiếp tục phát huy truyền thống, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Sau gần 2 tháng chuẩn bị và hơn 1 ngày tổ chức hội thi, thì có thể khẳng định rằng là hội thi cán bộ kiểm tra cơ sở giỏi huyện Vũ Quang năm 2018 đã thành công tốt đẹp. Các cái phần thi đã được các thí sinh trình bày trau chuốt, công phu, sân khấu hóa và đảm bảo về mặt chất lượng. Hội thi lần này là cái đợt sinh hoạt chính trị không chỉ do cán bộ làm công tác kiểm tra mà đảng viên, quân chúng, hội viên, đoàn viên tham gia rất tích cực, được mọi người hưởng ứng. Kết thúc hội thi, huyện đã chọn ra được 1 giải nhất, 2 giải 2, 3 giải 3 và 5 giải khuyến khích. Đây là thể hiện cái sự công minh của ban giám khảo. Thành công của hội thi chắc chắn sẽ làm động lực sắp tới để cho huyện Vũ Quang giữ vững được cái môi trường ổn định, đoàn kết, cùng nhau bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, hoàn thành các cái nhiệm vụ kinh tế xã hội mà nghị quyết đại hội đã đề ra. Hội thi cán bộ kiểm tra cơ sở giỏi năm 2018 được huyện Vũ Quang tổ chức thành công, một lần nữa khẳng định công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng đảng. Đây sẽ là điều kiện thuận lợi để thời gian tới các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện miền núi Vũ Quang nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng, chính quyền và toàn hệ thống chính trị, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển đúng hướng, bền vững, theo nghị quyết đại hội đảng bộ huyện đã đề ra. Xin chuyển sang các thông tin quan trọng khác. Sáng ngày 25 tháng 7, Đảng bộ Khối dân tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Tham dự có đồng chí Nguyễn Quốc Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận huyện ủy. 6 tháng đầu năm 2018, Đảng bộ Khối dân đã lãnh đạo chỉ đạo các chi bộ trong khối tập trung triển khai thực hiện toàn diện trên các mặt công tác theo chức năng nhiệm vụ được giao. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị làm tốt công tác xây dựng đảng và chính quyền, vận động hội viên, đoàn viên đoàn kết cùng nhau thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Các đoàn thể đã tập hợp được 433 đoàn viên, hội viên vào tổ chức, đạt tỷ lệ 86%, giới thiệu kết nạp 16 đảng viên mới, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát động, như Ủy ban Mặt trận Tổ quốc với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cuộc vận động Ngày vì người nghèo, Hội phụ nữ với phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, huyện đoàn với phong trào xung kích phát triển kinh tế, tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, Hội cựu chiến binh với phong trào cựu chiến binh gương mẫu, Liên đoàn lao động với phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, Hội nông dân với phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, Hội người mù tiếp tục duy trì và phát triển hợp tác xã nuôi ong lấy mật. Trong dịp Tết Nguyên đán 2018, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã tặng 433 suất quà với tổng giá trị trên 173 triệu đồng, hỗ trợ làm 17 ngôi nhà cho đoàn viên hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá 490 triệu đồng, hoàn thành và đưa vào sử dụng 30 trên 39 nhà vượt lũ cho hộ nghèo, đối tượng có công. Cùng với đó, Đảng bộ Khối dân cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động đoàn viên hội viên và nhân dân tích cực tham gia các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, gồm đăng ký xây dựng 286 vườn mẫu, chỉnh trang 15 khu dân cư kiểu mẫu, xây dựng 457 hố rác gia đình, trồng mới hàng chục ngàn cây xanh, xây dựng 15 đến 20 tuyến đường điện thắp sáng làng quê. Tại hội nghị cũng đã tiến hành thảo luận, chỉ ra những tồn tại hạn chế và đề ra các mục tiêu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận huyện ủy, ghi nhận và đánh giá cao công tác xây dựng đảng cũng như kết quả lãnh đạo chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm của Đảng bộ Khối dân. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Đảng bộ cần tiếp tục đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch đã đề ra, trong đó cần tăng cường đẩy mạnh hoạt động của các đoàn thể hướng về cơ sở, tiếp tục tham gia xây dựng nông thôn mới, tập trung hoàn thành các tiêu chí đã đăng ký, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá theo quy định, từ đó tạo sự tin tưởng, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, cùng chung tay thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Sáng ngày 25 tháng 7, Đảng ủy xã Đức Giang tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Tới dự có đồng chí Trần Đức Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức huyện ủy.
6 tháng đầu năm, cùng với tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức học tập đầy đủ các chỉ thị nghị quyết các cấp cho đội ngũ cán bộ đảng viên, Đảng bộ xã Đức Giang đã làm tốt công tác tổ chức đảng viên, chú trọng công tác kiểm tra giám sát, chỉ đạo công tác dân vận của hệ thống chính trị hoạt động tích cực hiệu quả. Hoạt động của bộ máy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã bám sát nhiệm vụ, thực hiện có chất lượng và nền nếp. Nhờ triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng nên kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó về sản xuất nông nghiệp, tổng sản lượng lương thực có hạt tăng 12,4%, giá trị thu từ trồng trọt tăng 11%, tổng giá trị chăn nuôi tăng 10,6%, thương mại dịch vụ tăng trên 25% so với cùng kỳ. Thu ngân sách đạt 68% kế hoạch năm. Công tác tín dụng trên địa bàn đáp ứng nhu cầu của người dân. Cùng với đó, xã đã huy động được trên 1.200 ngày công để phát rẽ hành lang giao thông, vệ sinh môi trường và làm mới được hơn 2,6 km đường cứng bê tông và kênh mương nội đồng. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến rõ nét, tạo niềm vui phấn khởi, động lực để nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị đã tổ chức thảo luận làm rõ hơn những kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhìn nhận những mặt còn tồn tại hạn chế. Qua đó đề ra mục tiêu nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, trong đó Đảng bộ phấn đấu được công nhận trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Tại hội nghị, thừa ủy quyền của cấp trên, Đảng bộ xã Đức Giang đã trao huy hiệu 45, 50 năm, 55 năm tuổi Đảng cho các đảng viên cao tuổi trên địa bàn. Sáng ngày 24 tháng 7, đồng chí Lê Văn Hùng, huyện ủy viên, chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện và các đồng chí trong Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện đã đến trao 20 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà máy ấm công đoàn cho đoàn viên Lê Đình Hoàn, công đoàn Bệnh viện Đa khoa huyện, hiện sống tại thôn Yên Du, xã Đức Lĩnh. Đoàn viên Lê Đình Hoàn có hoàn cảnh khó khăn, chồng công chức hành chính lương thấp, vợ làm nông, công việc không ổn định. Trước đây ở trong nhà cấp 4, thấp, đã xuống cấp. Với nỗ lực của gia đình và động viên, hỗ trợ của Liên đoàn Lao động huyện, đến nay anh đã nâng cấp được ngôi nhà cũ, đồng thời xây thêm một phòng khách, xây dựng được hệ thống mái tôn sân chống nắng. Số tiền hỗ trợ chưa nhiều, tuy nhiên lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện mong muốn sẽ góp phần nhỏ giúp gia đình anh Lê Đình Hoàn giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống sau khi làm nhà. Tiếp đó, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động huyện đã đi trao quà của Liên đoàn Lao động tỉnh cho ông Nguyễn Văn Ninh, nguyên bí thư Đảng ủy, chủ tịch công đoàn Lâm trường Vũ Quang, nay là vườn quốc gia Vũ Quang ở thôn Yên Du, xã Đức Lĩnh. Được biết, chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 năm 2018. Trong dịp này, Liên đoàn Lao động huyện đã hỗ trợ 20 triệu đồng xây một nhà máy ấm công đoàn, tặng 5 suất quà cho cán bộ, đoàn viên công đoàn khó khăn, mỗi suất 700.000 đồng. Chiều ngày 25 tháng 7, tại xã Sơn Thọ đã diễn ra lễ công bố quyết định thành lập công đoàn cơ sở và đại hội công đoàn cơ sở hợp tác xã môi trường xã Sơn Thọ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2018-2023. Đến dự có đồng chí Lê Văn Hùng, huyện ủy viên, chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Sơn Thọ. Hợp tác xã môi trường xã Sơn Thọ được thành lập năm 2015 với số vốn điều lệ 1 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu gồm thu gom rác thải, vận chuyển hàng hóa và buôn bán vật liệu xây dựng. Sau 3 năm hoạt động sản xuất kinh doanh, hợp tác xã đã đạt được những kết quả nhất định trên từng lĩnh vực, đặc biệt là kinh doanh vật liệu xây dựng, tạo công ăn việc làm cho 10 lao động với mức lương khá ổn định. Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, cùng với công bố quyết định của Liên đoàn Lao động huyện thành lập công đoàn cơ sở gồm 10 đoàn viên, hợp tác xã đã tiến hành đại hội công đoàn và đề ra phương hướng nhiệm vụ, tiến hành bầu 3 đồng chí vào ban chấp hành nhiệm kỳ 2018-2023. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Lê Văn Hùng, chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, chúc mừng đại hội công đoàn cơ sở hợp tác xã môi trường xã Sơn Thọ thành công tốt đẹp, đồng thời chỉ đạo công đoàn cần phối hợp chặt chẽ với ban chủ nhiệm hợp tác xã, làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, học tập các chỉ thị nghị quyết của Đảng, Nhà nước, chăm lo bảo vệ tốt quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của người lao động, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất kinh doanh giỏi. Tại đại hội, Liên đoàn Lao động huyện cũng đã trao tặng 4 suất quà cho đoàn viên công đoàn hợp tác xã môi trường Sơn Thọ. Thông tin cuối, chiều ngày 26 tháng 7, Chi cục Kiểm lâm tỉnh phối hợp với Vườn Quốc gia Vũ Quang đã thả một cá thể trăn gấm, trọng lượng khoảng trên 30 kg. Trước đó, nhận được tin gia đình bà Phan Thị Hạnh ở thôn Bình Tiến A, xã Thái Yên, huyện Đức Thọ có nuôi một con trăn gấm, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã đến vận động gia đình tiến hành thả trăn về với tự nhiên. Được gia đình đồng ý, sau khi tiến hành kiểm tra, thấy sức khỏe của trăn bình thường, Chi cục Kiểm lâm đã phối hợp với gia đình bà Phan Thị Hạnh và Vườn Quốc gia Vũ Quang
đã thả cá thể trăn về vườn quốc gia Vũ Quang. Được biết, con trăn đã được gia đình bà mua về nuôi cách đây gần 8 năm khi chưa đầy 1 kg. Trước đó thì vườn quốc gia Vũ Quang cũng đã thả một cá thể chim trĩ đỏ về vườn. Tan gấm thường sống ở rừng thưa, gần các sông suối, chúng dành phần lớn thời gian trên cây. Loài này có khả năng bơi lội rất giỏi, chủ yếu hoạt động về đêm. Thức ăn của trăn gấm gồm các loài thú và chim, chuột. Trăn gấm cũng nằm trong sách đỏ Việt Nam, thuộc nhóm động vật nghiêm cấm khai thác và sử dụng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình thời sự của Đài Vũ Quang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.